Đinh Toàn xin được chào quý vị khán giả. Cứu! Cứu Tía! À, cứu! Cứu với! Tía? Ồ! Thì ra da của Đốc Tư Khỏe là một cái cây thần, hèn chi mà ông giỏi đến như vậy. Cái gì vậy Đinh Toàn? Thì đây nè, mới nghe kêu xưng Tía Tía gì đó. Em chưa nói xong mà. Em là Tía Tô, chứ có là Tía của ai đâu. À, thì ra là Tía Tô. Hey, mà chuyện gì con hớt hải vậy? Thì cũng tại cái tên của con, mấy bạn trong vườn nói không đồng ý gọi con bằng Tía. Nếu không đổi tên, con sẽ bị đuổi ra khỏi vườn. Ra là vậy. Chỉ tại cái tên thôi, đúng không? À, Tía đây không có nghĩa là ba đâu. Tên con đúng ra tiếng Hán Việt do ông Hoa Đà đặt là Tử Thư, tức cây màu tím, có tác dụng thư thái và thoải mái. Thật không Đốc Tư Khỏe? Tên con là Tử Thư, tên con chính là do Hoa Đà đặt sao? Đúng vậy, không phải ai cũng vinh hạnh được Hoa Đà đặt tên đâu. Vậy thì làm sao mình có thể phát huy công dụng của Tía Tô hả Đốc Tư Khỏe? Hoa Đà phát hiện ra lá Tía Tô sẽ giúp cho những người ăn cua cá bị đau bụng, ngộ độc hết đau. Nhưng vì từ tiếng Hán, độc trại dần thành Tía Tô đó. À, thì ra là cua cá thường có tính hàn, cho nên khi chúng ta ăn nhiều, dễ bị đau bụng, dễ bị ngộ độc. Và chỉ cần ăn một vài lá Tía Tô là sẽ hết ngay. Hay quá. Thì ra tên của em có cả một sự tích huyền diệu như vậy. Nè, sau này á, người ta còn phát hiện ra Tía Tô còn có nhiều công dụng, mà có thể gọi Tía Tô vào hàng dược liệu quý đó nha. Vậy thì Đốc Tư Khỏe hãy chia sẻ cho Đình Toàn và tất cả mọi người biết về Tía Tô đi. Công dụng hay nhất của Tía Tô là giải cảm bằng cách xông lá Tía Tô, hay nấu cháo với lá Tía Tô, hoặc là ta giả lá Tía Tô lấy nước uống, rất là công hiệu. À, Đình Toàn nhớ nè, ngày còn nhỏ khi mà mình bị cảm á, cái mẹ hay lấy một nắm lá Tía Tô, xong rồi giả lấy nước, rồi gạn đi, bắt uống, uống xong cái kêu đi đắp mền, một lát nữa toát mồ hôi, cái hết bệnh luôn, thiệt là hay vậy đó. Đúng rồi, đó là cách trị cảm mạo dành cho trẻ hoặc người già rất hiệu quả. À, Đốc Tư Khỏe, con còn chữa được bệnh gút nữa phải không? Tía Tô rất tốt cho người bị gút. Do đó, nếu bị gút thì hàng ngày nên dùng lá Tía Tô ăn như rau sống trong các bữa cơm để phòng bệnh tái phát. Còn khi bị sưng tấy, đau, nên dùng lá Tía Tô nhai và nuốt ngay để chặn cơn đau lại. À, Toàn còn biết là trong dân gian người ta có một cách để trị bệnh loét dạ dày, đó là uống nước từ lá Tía Tô. Nhưng mà Toàn không biết cái điều này có công hiệu không hả Đốc Tư Khỏe? Đó không chỉ là bài thuốc dân gian, mà bài thuốc do chính các lương y hướng dẫn dùng để giảm dịch vị, một trong những nguyên nhân gây loét dạ dày, chảy máu dạ dày. Wow, con giỏi vậy, giờ làm Tía luôn, chắc cũng không ai nói gì đâu. Chà, cô bộ bây giờ giỏi quá rồi, không sợ trời, không sợ đất rồi đúng không? Chưa hết công dụng đâu đó, nếu con giải thích được cho các bạn trong vườn không đuổi con đi, thì mai mốt chúng ta sẽ gặp lại để con tiếp tục khoe công dụng với khán giả. Còn không thì... Ôi, Đốc Tư Khỏe ơi, cứu con! Trần Toàn ơi, cứu em! Chúc quý vị một ngày thật vui. Bây giờ chúng tôi xin được gửi lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại.